Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ sinh vào ngày 31 tháng 1 năm 1992 là một nữ diễn viên Trung Quốc được sinh ra ở tỉnh Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trung. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hệ diễn xuất. Năm 2010, cô nổi tiếng nhờ tham gia vào bộ phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và trở thành một thế hệ mới của Mưu Nữ Làng. Ngoài ra, cô còn có nhiều tác phẩm gây chú ý như Bạn cùng bàn, Chúng ta của sau này, Em của thời niên thiếu, đặc biệt là bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh đã giúp cho cô giành được giải thưởng Kim Mã lần thứ 53 cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng khác. Châu Đông Vũ sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Thạch Gia Tràng. Năm cô học lớp 3, cha của cô qua đời vì tai nạn xe hơi và mẹ của cô thì đã tái hôn. Cô đã từng tập thể dục dụng cụ khi còn rất nhỏ và khi cô 12 tuổi thì đã gia nhập đội thể dục dụng cụ Thạch Gia Tràng. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 2010, với tư cách là sinh viên năm cuối của lớp khiêu vũ, Châu Đông Vũ đã đến Nam Kinh để tham gia một kỳ thi nghệ thuật. Đang lúc đó thì Chuyện tình cây táo gai đang tìm chọn nữ chính trên toàn quốc. Cô được đề nghị cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu, hình ảnh thuần khiết của cô đã được công nhận và cô đóng vai chính là Tịnh Thu và trở thành một thế hệ mới của Mưu Nữ Làng và ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện ảnh Bắc Kinh chính thức ra mắt. Do đó thì đã bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm 2010. Tháng 9 năm 2010, sau khi Chuyện tình cây táo gai được công chiếu, thiết lập một kỷ lục phòng vé trong nước, Châu Đông Vũ cũng được công nhận, đồng thời giành được giải thưởng Hoa biểu lần thứ 14 cho nữ diễn viên mới xuất sắc, Liên hoan phim quốc tế Valonlit lần thứ 56 cho nữ diễn viên tốt nhất và nhiều giải thưởng chuyên nghiệp khác, trong đó có gần 20 giải thưởng, trở thành một ngôi sao sau 90 đáng chú ý. Tuy nhiên thì do hình ảnh của Tịnh Thu, cô đã bị giới hạn trong những hình ảnh thuần túy trong nhiều tác phẩm. Vào tháng 2 năm 2011, Châu Đông Vũ và Đậu Kiều đã nam diễn viên chính trong Chuyện tình cây táo gai đã biểu diễn trên sân khấu gala của lễ hội mùa xuân, biểu diễn bài hát mở đầu Về nhà cho năm mới. Cũng trong năm đó, với sự hỗ trợ của Trương Nghệ Mưu, cô đã nộp đơn vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và vượt qua kỳ thi. Sau khi vào trường, Châu Đông Vũ đã tập trung vào việc học và cô không tham gia đóng phim vào năm thứ nhất. Vào tháng 9 năm 2012, do đổ vỡ trong sự hợp tác giữa Trương Thúc Bình và Trương Nghệ Mưu, Châu Đông Vũ đã được yêu cầu không quay phim mà không phép gây ra một cơn bão hủy bỏ. Những người mưu dối vô lùm đã lệnh giới hạn và bắt chất vấn. Cô vẫn phải mất một vai trò trong bộ phim trang phục đầu tiên của tháng 10, Plát Khóa Hương. Trong một cuộc phỏng vấn tại Liên hoan phim Thượng Hải vào tháng 6 năm 2013, cô tuyên bố rằng không có vấn đề gì với hợp đồng và người đại diện của cô đã được thay thế bởi Chan Ran, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Bắc Kinh, Bono Sinh Hoàng. Năm 2012, lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng Elite. Bìa trong tháng 4 vào năm 2013 được mệnh danh là trang web thời trang quốc tế tuần tốt nhất trong lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh trên thảm đỏ phong cách. Về sự nghiệp, tên tuổi của Châu Đông Vũ đã được mọi người biết đến từ năm 18 tuổi khi thành công về cả mạng truyền hình lẫn điện ảnh. Với truyền hình, cô đã mang về những thành tựu xuất sắc hơn so với những diễn viên đồng thời. Còn mạng điện ảnh, cô được biết tới là người bảo đảm doanh thu cho các phòng vé bên cạnh những tên tuổi lớn. Châu Đông Vũ không sở hữu vẻ đẹp ngây ngô và quyến rũ như Châu Tấn, không có nét đẹp tri thức thanh thuần như Từ Tịnh Lùi. Cô gái này có gương mặt trong sáng, thanh cao cùng với vóc người nhỏ nhắn nhưng đã đem đến ấn tượng mạnh mẽ cho người xem bởi những vai diễn đong đầy về cảm xúc và phức tạp lẫn lộn xộn đã khiến cho bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Chính cô cũng đã thừa nhận nhan sắc không phải thế mạnh của mình mà chính là khả năng diễn xuất thần sầu. Về bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái Hà Bắc, khán giả biết tới cái tên Châu Đông Vũ từ bộ phim Chuyện tình cây táo gai ra mắt vào năm 2010. Bộ phim này đã đánh dấu bước chân vào nghề của cô sau khi trải qua quá trình casting khắt khe với hơn 6.000 thí sinh. Châu Đông Vũ đã vào vai Tịnh Thu với một vẻ đẹp hiền hậu trong sáng của một cô gái thành phố về vùng nông thôn để cải tạo tư tưởng. Ở vùng quê bình dị đó thì cô đã phải lòng một chàng trai tri thức
tên Lão Tam do Đậu Kiên thủ vai. Câu chuyện tình yêu của họ đã nở rộ dưới tán cây sơn trà. Họ đã đến bên nhau sau đôi ba lần nói chuyện tâm tình. Nhưng chớ trêu thầy thì tình chưa đẹp được bao lâu thì Lão Tam đã mắc phải căn bệnh ác tính. Tình Thu chỉ có thể nhìn thấy anh lần cuối khi anh đã chút hơi thở cuối cùng. Với một vai diễn bi ai và chất chứa tình cảm như vậy, nữ diễn viên trẻ đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình. Châu Đông Vũ đã ghi điểm trong mắt đạo diễn và nhận được sự công nhận của công chúng. Từ một Tĩnh Thu thanh thuần đã đem Châu Đông Vũ trở thành gương mặt vàng của thế hệ nối tiếp của giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hoa Biểu lần thứ 14. Tiếp nối sự thành công ấy, Châu Đông Vũ đã tiếp tục góp mặt trong Nước Mắt Khuynh Thành vào năm 2011. Lần này thì câu chuyện đã kể về hai bệnh nhân ung thư trong hoàn cảnh đau đớn ấy đã quen và yêu nhau. Với sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, hai người vẫn luôn quan tâm và động viên để cùng nhau trải qua những căn bệnh ác tính này. Nhưng rồi lại một lần nữa, nhân vật nữ của Châu Đông Vũ không thể tìm thấy tùy thích của mình và đành phải lừa dối người yêu rằng mình phải đi xa để làm phẫu thuật. Và cứ thế mà đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình đầy bi thương và trắc trở của đôi trẻ. Cái ấn tượng của Châu Đông Vũ trong vai diễn lần này là cô vẫn giữ được cho mình sự ngây ngô và lạc quan ngay trong cơn bão bại ấy. Dù là bệnh tật dày vò và hành hạ, dù là nỗi đau phải xa lìa người mình yêu và cuộc đời này, trước gương mặt của cô vẫn là một thoáng tinh nghịch như xua tan đi bầu không khí u buồn của câu chuyện. Vai diễn này đã giúp cho cô lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả và một lần nữa khẳng định về tài năng của mình. Thật vậy, Châu Đông Vũ tuy ngoại hình có phần khiêm tốn nhưng tính cách thì lại dạn dĩ và đầy ngay thẳng. Cô sẵn sàng đáp trả những tin đồn ác ý của cư dân mạng để bảo vệ cho danh tiếng của mình, không nao núng trước những lời gièm pha hay soi mói của cảnh báo chí hay anti-fan. Đó là vẻ đẹp đến từ nội lực của một cô gái 9X mạnh mẽ và khác biệt, một tiếng nói dũng cảm mà hiếm minh tinh màn bạc có thể làm được. Người Hà Bắc chúng tôi ăn ngay nói thẳng, có sao nói vậy, tôi cũng có thể để mặc các bạn dự đoán về đời tư, nhưng việc xâm phạm đạo đức nghề nghiệp thì tuyệt đối không. Có ai nói đó thì tôi sực láo, một người bạn cho rằng tôi nên bỏ cái tính nói thẳng, còn tôi nói điều gì đó, tôi đã không là Châu Đông Vũ. Có chăng Châu Đông Vũ là người mà chúng ta đã tin tưởng để chọn mặt gửi vàng trở thành anh hậu của thế hệ kế tiếp. Sau chuyện tình cây táo gai thì con đường sự nghiệp của Châu Đông Vũ vẫn như diều gặp gió với nhiều lời mời từ những nhà đạo diễn có tên tuổi. Chắc rằng họ đã không còn nghi ngờ về tài năng cùng với khí chất của cô gái trẻ nữa. Cô lại tiếp tục tỏa sáng với Cung Tỏa Trầm Hương vào năm 2013. Đây là một bước tiến lớn với cô trong vai diễn trong phim cổ trang. Cô vào vai Trầm Hương, một cô gái nhà lành, hiền hậu và nhút nhát. Sau khi vào cùng thì cô cùng với Lưu Ly do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai đã kết bạn và trở thành hảo tỷ muội. Nhưng khi lớn lên, trong khi Lưu Ly biến chất thành một người với mưu mô thâm độc tiếp cận AK với hy vọng đổi đời, thì Trầm Hương vẫn giữ được bản chất của mình là một con người lương thiện như xưa. Từ hai người bạn tri kỷ, họ đã bốc trở thành thù và chỉ giành giật những quyền lợi cá nhân. Trầm Hương đã sống như một kẻ nô tỳ, ngậm đắng nuốt cay, chứng kiến cảnh tượng người mình thầm yêu và tỷ muội của mình ân ái bên nhau. Còn gì đau khổ hơn thế, còn gì đau khổ hơn là phải cam nhận, cắn răng chịu đựng, hạnh phúc rời xa, khỏi tâm của mình. Cuối cùng thì Lưu Ly đã bị xử tử vì tội phản quốc. Trầm Hương đã bị xuất cung trở về quê cùng với mối tình trầm lặng mà cô đã giấu giếm không có cơ hội nối ra. Bộ phim này đã ghi nhận được một sự trưởng thành trong sự nghiệp của Châu Đông Vũ. Dù nó không phải là một nét tính cách mới lạ để cô thể hiện, không phải là một vai diễn xuất sắc, nhưng nó đủ để chứng minh cô có thể hóa thân và nhập vai trọn vẹn ở bất cứ nhân vật nào, dù là bối cảnh hiện đại hay cổ trang. Với khả năng diễn xuất của Châu Đông Vũ đã ngày càng có sự tiến bộ và được biết tới rộng rãi hơn, không chỉ ở xứ đại lục mà còn ở trên toàn thế giới. Và rồi tiếp theo đây, ta sẽ được biết tới đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Đông Vũ với bộ Thất Nguyệt và An Sinh vào năm 2016 cùng với sự góp mặt của Mã Tư Thuần. Châu Đông Vũ giờ đây không còn trói buộc mình trong một vai cô gái hiền lành trong sáng như trước kia nữa, mà đã từng đột phá khi đóng vai người con gái mang tiếng phóng đãng, luôn muốn sự tự do và ghét bị kèm cặp.
Và tất nhiên, với sự chuyển mình đó, cô đã đạt được thành công vang dội. Vào năm 2017, cô đã thắng giải nữ diễn viên xuất sắc tại giải Kim Mã, được đề cử Kim Tượng Hồng Kông. Tài năng của Châu Đông Vũ bây giờ hẳn đã chín mùi, đã là một viên ngọc sáng được mài giũa qua nhiều năm tháng. Từ một tính thu hiền thục trong Ngần ấy đến cô gái phóng túng trong Thất Nguyệt và An Sinh, cô đã dần khẳng định được tầm vóc của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Cùng năm đó, Châu Đông Vũ còn góp mặt trong rất nhiều bộ phim như Đuổi Tình, Đuổi Yêu, Đuổi Bắt Tình Yêu, Không Bao Giờ Nói Lời Từ Biệt cùng với nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jun Ki, Truy Lùng Hung Thủ và bộ phim hài Năm Mới Vui Vẻ. Năm 2017, nữ diễn viên còn tham gia vào vai nữ chính trong bộ phim Cô Gái Kỳ Quặc, Ngũ Hiệp Trừ Yêu và Thích Anh. Vai diễn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả, chắc chắn là Châu Đông Vũ trong Chúng Ta Của Sau Này vào năm 2018. Đối với những bạn trẻ có niềm đam mê với ngôn tình Trung Quốc hay những thước phim thanh xuân ngọt ngào thì bộ phim này chắc chắn đã không còn quá xa lạ. Dù chưa xem thì ít nhiều bạn cũng đã nghe tới những câu thoại buồn, man mác trong bộ phim. Và đặc biệt với câu nói chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta. Kiến Thành, Tích Bách Nhiên thủ vai và Tiểu Hiểu, Châu Đông Vũ thủ vai đã tình cờ gặp nhau trên chuyến tàu về quê Tết. Chuyến tàu đã đem hai người trẻ xa quê vào vòng tròn định mệnh. Họ đã thấu hiểu cảm xúc cho nhau bởi cuộc sống tha hương cơ cực nơi đất khách. Họ đã bắt đầu viết nên một mối tình lãng mạn của tuổi trẻ bởi họ tìm thấy bản thân mình ở trong đối phương, tìm thấy sự đồng cảm cho những nỗi vất vả của nhau. Những năm tháng thanh xuân cơ cực, họ không tiền, không sự nghiệp, nhưng họ đã có nhau. Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường trong căn phòng chật hẹp. Họ đã cãi vã, đã chia tay, đã từng cảm thấy xa nhau như muôn trùng cách bể, dù chỉ là cách nhau một cánh cửa tàu điện. Kiến Thành và Tiểu Hiểu đã ở bên cạnh nhau. Hà chẳng phải vì tiền tài hay vì dục vọng, mà đơn thuần là tình yêu họ đã giúp tìm nhau và nương tựa nhau giữa dòng đời nghiệt ngã. Và giờ họ đã cách xa nhau để theo đuổi sự nghiệp. Những sợi dây định mệnh chưa dừng lại ở đó. Họ gặp lại người mình yêu năm xưa trên chuyến bay về Bắc Kinh. Một người ở hạng thương gia, người kia ở khoang phổ thông. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nói lên khoảng cách giữa họ. Năm 2019, Đại Hoa Đán trong xứ Trung Hoa tham gia vào bộ phim Tôi và Tổ quốc Tôi và Kiến Quốc Đại Hiệp. Vào cuối năm, Châu Đông Vũ đã trở lại màn ảnh cùng với vai diễn Trần Niệm trong bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu cùng với nam ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỷ của nhóm nhạc đình đám TFBOY. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.